tấm này sẽ đập đi và hệ thống sẽ đổi hoàn toàn thành hệ thống điện thông minh. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Tết Hôm. Thì hôm nay Hải sẽ dẫn quý vị cùng với cả các bạn đi tham quan một cái căn hộ mà Tết Hôm nhận thi công trong cái giai đoạn vừa rồi. Thì đây cũng là một căn hộ rất đặc biệt, là anh chủ mới thì anh ấy mua lại của một người khác. Thì là do cái anh trước anh ấy cũng làm thiết kế gọi là tự mình mua những cái đồ lẻ thì cũng không phù hợp lắm với lại cả cái thẩm mỹ của người chủ mới. Thì anh chủ mới là anh ấy quyết định là lột hết đi để làm lại. Thì đây là một căn hộ thuộc cái dự án Vinhome Green Bay thuộc Mễ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội. Thì mọi người cùng đi theo Hải nhá, để xem là hôm nay là những cái phần tháo dỡ đầu tiên thì chúng ta sẽ làm cái gì và lưu ý cái gì nhá. Bắt đầu đi thôi. À, chào Dũng. Tình hình hôm nay phá dỡ đến đâu rồi em? Hôm nay thì hiện tại là đang áo đèn đau lai và bóc hết trần gỗ ra để chuyển chỗ khác. Hôm trước thì anh thấy là đã chuyển được một số đồ rồi đúng không? Ở trong cái này thì có cái bản vẽ của nhà mình nhá. Thì em nhớ là tất cả những cái hệ thống mà sau khi tháo dỡ này thì đều phải làm theo bản vẽ, kích thước ở trên bản vẽ nhá. Giám sát các anh thợ ở đây để xem là các anh chuyển đi xem là có đúng với lại cái yêu cầu của chủ tư dự án không nhá. Không, ở trong cái quá trình thi công của chúng ta cũng sẽ tạo thêm những cái thiệt hại cho về phía công ty cũng như là về phía khách hàng ấy. Ở trong này thì cũng đã tháo dỡ hết rồi. Như các bạn thấy thì ở cái khu vực này chúng ta sẽ tháo dỡ toàn bộ trần để làm lại cái hệ thống điều hòa cũng như là hệ thống trần. Vào phòng master thì chúng ta sẽ tháo dỡ toàn bộ các cái hệ thống bên trong phòng master, từ phần hệ thống tủ cho đến là hệ thống vệ sinh. Đi vào đây. Trong phòng vệ sinh thì chúng ta sẽ tháo tất cả các thiết bị vệ sinh cũ và lột hết tất cả những thiết bị gạch đã được ốp lát trước đây để thay thế bằng những thiết bị vệ sinh mới và gạch mới. Chủ nhà thì muốn dùng đá tự nhiên cho nên là một số những cái mảng đá trong nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ chuyển đổi hết thành đá tự nhiên nhé. Khu vực điều hòa này cũng sẽ phải thay mới này. Toàn bộ sàn gỗ sẽ được thay bằng cái sàn gỗ tự nhiên hoàn toàn, không phải là sàn gỗ công nghiệp nữa. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta cải tạo lại, chúng ta lột ra thì sau này tất cả những cái hệ thống lót sàn dưới thì chúng ta sẽ lót bằng cao su non. Khu vực điều hòa. Về khu vực điều hòa thì mình sẽ chuyển một cái cục sang bên này để đảm bảo ngoài này sẽ để được một cái máy sấy và một cái máy giặt thao tác thoải mái. Do cái khu vực phía căn hộ này có một cái khoảng view rất là đẹp nhìn vào trung tâm hội nghị quốc gia, cho nên đoạn này thì Tết Hôm là muốn làm một cái bếp, muốn sử dụng một cái bếp. Bếp cũ thì ở đây. Đây là một cái chậu rửa cũ. Thì theo cái thiết kế mới thì chậu rửa sẽ sang bên này để mở rộng cái khu chứa bếp ra. Tấm này sẽ đập đi và đẩy lui ra đây một chút để làm cửa kéo.
Ngoài ra tất cả các hệ thống tủ giày cũ đã được làm trần thạch cao ngoài này cũng sẽ đập đi, và hệ thống sẽ đổi hoàn toàn thành hệ thống điện thông minh. Cái này Dũng lưu ý nhá, phá rỡ thì lưu ý cái chỗ ổ điện, phần trần cũng sẽ làm hết lại. Trần làm hết cả điều hòa. Đúng rồi. Ở đây sẽ có thêm một cái điều hòa, một cái ống hút và một cái ống thổi ở khu vực bếp nữa, tại vì sau này kính này sẽ là cửa này sẽ là một cái mảng cửa kính kết hợp với ốc chó riêng. Thì phải có một cái xả ở trong bếp đúng không? Đúng rồi, một cái hút và một cái xả trong đấy luôn. Như vậy là Hải đã bật mí cho quý vị và các bạn phần đầu của trong cái series cải tạo căn hộ và thi công căn hộ như thế nào rồi nhá. Các bạn hãy chờ đón ở những phần tiếp theo của Tết Home nhá. Nếu thấy hay và bổ ích thì hãy like và subscribe chờ đợi những phần tiếp theo nha. Nhớ liên hệ hotline 0962 511 511 để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.